nhằm nâng cao bức sống của người dân vùng nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Năm 2022, các cấp hội nông dân huyện Di Linh đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp sức người sức của hiến đất làm đường, triển khai các phong trào xanh sạch đẹp an toàn để vùng nông thôn thêm khởi sắc. Qua thống kê của hội nông dân huyện Di Linh, hiện tại toàn huyện đã đóng góp trên 13,5 tỷ đồng, hiến hơn 13.650 m2 đất góp 3.527 ngày công lao động để làm mới và sửa chữa trên 30 km đường giao thông nông thôn cùng sự đầu tư của nhà nước, đường thôn xóm cũng như đường giao thông nội đồng của Di Linh gần như được bê tông hóa hoàn toàn, tạo thuận lợi cho đời sống cũng như vận chuyển nông sản của bà con nông dân. Ngoài ra, Hội Nông Dân huyện còn phối hợp vận động hội viên tham gia phong trào ngày thứ Bảy vì nông thôn mới, với các hoạt động vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh, tham gia giải tỏa, lấn chiếm lề đường, v.v. Cải thiện hạ tầng nông thôn tất cả những việc làm ý nghĩa trên đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn mới nhất là tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện